Thì vô tình thì bữa đó là em mới về quản lý đi đánh đó, em thấy vợ em tới mà không có chào hỏi ai hết. Hai ngày sau thì cô đó lại tới, không có chào hỏi nữa. Không chào hỏi nữa. Bực mình, bực mình. Thì lên không lau dọn hết rồi lên mở đèn mở máy lạnh tùm lum thì cái em mới la. Hai chồng hai mặt cái nét giống nhau quá trời quá đất Dạ em luôn xin luôn. chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Ngô Minh Thiện. Hiện nay em là quản lý một nhà sách và em 30 tuổi. Còn em? Dạ chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và khán giả. Em tên là Trần Lâm Thanh Thủy, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Nè, chồng hơn vợ là 7 tuổi. Dạ. Đến nhau bao lâu rồi? Dạ em lấy nhau được 2 năm. 2 năm. Dạ. Lúc đó Thủy nhiêu tuổi Thủy? Dạ lúc đó là mới 21 tuổi. 21 tuổi quen nhau bao lâu? Dạ Dạ quen quen năm 5 rưỡi. Vậy là quen lúc đó 19 tuổi mấy đúng không? 19 tuổi rưỡi. 19 tuổi rưỡi. Dạ. Vậy thì em và vợ em gặp nhau trong trường hợp nào? Cô này đi mua sách. Lúc đó bán sách chưa? Dạ lúc đó thì em làm ở chi nhánh thì vợ em là làm cái quầy game ở trên trên lầu. Thì vô tình thì bữa đó là em mới về quản lý đi đánh đó, em thấy vợ em tới mà không có chào hỏi ai hết. Hai ngày sau thì cô đó lại tới, không có chào hỏi nữa. Không chào hỏi nữa. Thì bực mình. lên không lau dọn hết rồi lên mở đèn mở máy lạnh tùm lum thì cái em mới la. La lúc đó là sao em Thủy? Lúc đó thì em cũng thấy ghét lắm, bực bội lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ tại vì đây cũng là quản lý cho nên mà thôi chấp nhận âm thầm mình cứ làm đi, nhưng mà trong lòng ghét lắm. Tìm cách trả thù sao? Dạ. Sai mà đúng không? Ủa nhưng mà tại sao em không chào ổng nhỉ? Dạ tại vì lúc đầu là trước khi ổng về là có một cái ông giám đốc đó cũng là lớn tuổi rồi, em nể cái người đó, em rất là quý người đó, nên là anh này về thì em thấy giống như dạng còn mới quá, nhiều khi em không có phục quá, không có nể nên là em không 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 có làm chào. chào. Sau đó em có đài cũng không? Dạ không, em đi ra em nhắc nhở rồi em chỉ làm này nọ không thôi chứ không có đại. Không có nhắc đâu, tại vì hồi đó em làm bên chi nhánh kia theo thói quen là phải mở hết tất cả các máy lên rồi bắt đầu mới làm vệ sinh. Ổng ở đâu lù lù đi lên trên cầu thang á, lúc đó cái tướng của ổng nó ốm nhom nhắc rồi mà mặc áo xanh mà em nghĩ giống như là bảo vệ vậy á, không 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 có giống như ra dáng quản lý, nhìn lú lắm. Cái bắt đầu ổng la em, nói em á, em đi lên đây hả em không muốn chào hỏi ai hết trơn á. Ủa mà hả cái nhà sách này hả quy luật á là phải làm hết vệ sinh xong rồi em mới được mở máy lên, em có biết là cái điều đó không? Cái em mới nói là em không có biết anh, rồi bắt đầu em mới âm thầm làm, trong lòng em rất là bực bội lắm, ghét lắm. Tới bao lâu thì em mới phục ông này? Dạ tôi nghĩa là xong rồi chiều cái chị kia lên thì em mới nói chị đó là anh này ảnh khó chịu ở nhà chắc vợ con chắc là hả khổ lắm. Cái chị đó mới nói là chưa có vợ, bồ còn chưa có nữa mà. Cái bắt đầu chỉ cho em Facebook thì em cũng tò mò thôi, em chỉ muốn xem thông tin của ổng thôi chứ không muốn nói chuyện với ổng mà, không, ghét mà. Tại cái đó, lúc mình la là lỡ trớn thiệt. Lỡ là đứng đứng coi làm việc luôn rồi thôi mình im đi xuống rồi. Rồi sao em vô Facebook thấy gì chồng? Vô Facebook thì thấy ổng chỉ chụp hình ổng không à, chứ không có chờ chụp hình gì hết á. Cái em đâu có muốn nói chuyện đâu, tự nhiên nói chuyện với em trước á. Thì tối về em coi cái thấy ở thấy ủa trong nhỏ nào bắn game kéo game lên lậu à. Thì cái nói gì? em mới chấp nhận rồi cái em mới hỏi cái em mới nói này nọ cho vui cho chừng ghét nữa thôi tại cũng gặp nhau hoài. Kể từ đó là hết la. Dạ kể từ đó cũng hết hết biết kể từ đó gặp ổng là chào ổng luôn trong mở máy trước luôn. Trong mở máy rồi sau đó sau đó ai là người cua ai? Dạ em là người cua chồng em. Ủa lý do? Dạ phục tại ổng luôn, phục ổng luôn. Dạ tại vì khi mà nói chuyện thì em cảm thấy là con người ảnh có rất là nhiều kinh nghiệm, là mình cần học hỏi ở ảnh rất là nhiều. Với lại một phần là ổng có hẹn em đi chơi một lần, mà cái trong thời điểm đó cũng có một người tìm hiểu em luôn. Khi mà em đi với người đó em có cảm giác khác, mà khi đi với chồng em là có cảm giác khác. Cảm giác đi với chồng em là nó có một cảm giác rất là gia đình nữa. Với lại ổng quan tâm em, vì hoàn cảnh em là ba mẹ chia tay sớm cho nên là em cảm thấy cái việc đó được bù đắp. À tức là vừa thấy ở đây một người cha, vừa thấy một người chồng, vừa thấy một người bạn, vừa thấy một người yêu đúng không? Một người bảo vệ cho mình. Hay quá. Ai là người đòi cưới? Cuối cùng thì ai là người đòi cưới?
cái lúc đó thì cùng quen cái một thời gian rồi thì cái em cũng có nói nhà em biết thì có dắt về dưới nhà cho ba mẹ biết mặt. Lúc đó thì em cũng 7, 8 rồi cái em kêu em ba mẹ cũng định hướng là nếu công việc ổn định thì học hành xong hết rồi thì cưới vợ thì mà lúc đó vợ em thì cũng còn vướng học mấy năm xong nhưng mà em cũng nói là không có gì hết thì cứ cưới bình thường thôi thì vợ học thì vợ học cưới thì cưới không có ổng ảnh hưởng gì. Em còn động viên vợ đi học thì mà về thì nhà thấy vợ em cái gì cũng biết nấu ăn biết gì nọ thì nhà em thì khoái chứ nhà em không có phong kiến nữa nên cũng ok con dâu ai dắt về cũng chấp nhận hết. Nguyễn con Nguyễn giờ dắt về nhiều không? Dạ không dắt về không có nhiều ý là ba mẹ dễ dạ ai biết tưởng là trước đó dẫn về mấy chục cô rồi rồi sao sau khi dẫn về rồi là cưới luôn. Dạ, 1.5 năm sau á, tìm hiểu rồi mới cưới. Nè, sau khi cưới về rồi, cô bé này phát hiện anh ấy có gì xấu xí không? Dạ, tính xấu của ảnh là rất là lề mề. Em ví dụ như là đi làm về đi, thì em mới nói là anh ơi, nhà có cái bóng đèn bị hư kìa. Cái bắt đầu ổng đi vô trong nhà tắm ổng coi bóng đèn bị hư. Cái ổng bắt đầu nghiên cứu, nói bóng đèn này hư ở đâu, cái đường dây nào mà dẫn tới để bóng đèn hư rồi. Vậy thì mình phải mua bóng đèn ở đâu cho hợp lý. Rồi tới tối luôn đó, rồi ổng suy nghĩ đến tối luôn. Ổng làm như ổng quên ăn ngủ. Em phải nhắc hoài luôn. Em nói là anh ơi em đói bụng lắm rồi đó nha anh đừng có sữa nữa, anh ngưng tay anh tắm đi rồi xíu sữa. Không, công việc anh mà làm cái gì là anh phải làm cho nó xong. Rồi mới lúc đó mới ăn cơm. Cái đợi hoài em cọc lên nữa, bắt đầu hai chồng đi lộn. Không phải tại vì mình muốn sửa cho nó xong rồi khỏi để ngày mai mất công rồi mà vợ cái hối để từ từ mình sửa cho xong. Đó mà từ trưa đầu hôn cho tới cuối giờ đêm mà phải hối thôi chứ có cái bóng đèn thôi mà lâu như vậy phân tích đồ này kia nọ mới đi chịu đi sửa. Anh nói nghe nè, em lấy vợ trẻ như vậy thì có khó khăn gì không? Vợ em thì còn nít lắm. Hay ghen không? Ghen thầy luôn. Ghen thầy luôn á. Ghen chị mới xuống nước luôn đúng không? Chồng em làm gì mà em phải ghen? Đúng rồi, trong dạ. Ba nhà trong nhà sách thì dạ, nhân viên đúng rồi, nhiều. Nhân viên toàn là nữ mà mặc áo dài dáng thước tha. Rồi sao? Em ghen dữ lắm, nhưng khi em trao đổi hay gì ví dụ khuất mặt em thì không sao, nhưng mà bữa đó mà em đi lại chơi thì em thấy là em bực lắm. Với lại ví dụ như mà em nói với ổng á là khi nào mà có cái cô nào mà không có ai đưa về á, anh có thấy anh cũng đừng đưa về nha, anh đưa về em không chịu đâu. Ghét lắm. Nhưng mà có đưa chưa? Không dám dạ, đưa không về á luôn. Không có đưa về mà có lén đưa đi không? Dạ không có, mà vợ em khi tới chỗ làm em là em dắt đi trong phòng ngồi trả liền chứ không có để dưới. Nó nghe nè, em có em bé rồi đúng không? Dạ. Em ở nhà thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Có khi nào mà bị ghen mà ghen tư tưởng không? Dạ có, lúc đó em ghen gần như là bị trầm cảm luôn á. Phải không? Em khóc miết rồi, với lại nhiều khi nói chuyện một mình á. Nói chuyện mình luôn dạ. Mà ghen sao? Tức nghĩa là vừa bực vừa đang buồn chuyện bên gia đình của bên chồng. Với lại một phần là ghen là tại vì công việc của chồng em là làm 8 giờ làm tới 10 rưỡi tối mới về. Trong khoảng thời gian đó mẹ em cũng buôn bán. Còn ba mẹ chồng ở dưới Bến Tre lận. Không có thời gian lên vì phải chăm em bé của anh chị hai á. Thì đó chỉ còn một mình em thôi. Lúc đó là em cảm thấy tủi lắm. Thì em biết là vợ em có chịu cực kỳ khổ vậy nè, mình biết chứ không biết. Thì khi vợ em ghen thì em cũng giải thích, nhắn tin hết, hay là điện thoại nói là em tin anh chứ ghen cái gì, anh làm kiếm tiền về cho vợ cho con chứ anh đâu có lại đi làm bậy làm bại đâu, em cứ ghen tối ngày. Rồi còn vụ ba mẹ em thì thương vợ em chứ không có gì. Khi về nhà ba mẹ em không cho vợ em đụng vô làm mà tại thì bên anh hai em thì cả ít người thì tất nhiên ba mẹ em phải coi rồi. Thì cũng không có thời gian lên, thì có ba với cô lên. À mẹ em cũng điện lên, mẹ nói không có gì đâu, mẹ cũng hưng con này cũng là con chứ đâu có phân biệt đứa nào với đứa nào đâu. Đó thì em cũng giải thích vợ em hoài, nay cũng đỡ được chút. Đỡ ra ha. Dạ. Dạ cũng đỡ ghen chưa? Đỡ rồi, cũng đỡ ghen. Rồi tật xấu của vợ em là gì? Thì đó, tật xấu vợ em là hay ghen. Ghen rồi có ganh không? Có luôn á, tự thú luôn hả? Ganh sao? Dạ em hôm nay em thú nhận luôn là em cũng có hơi ganh tị với lại chị dâu của em. Lúc nào cũng suy nghĩ là khi mà đẻ em bé ra thì bà nội lúc nào cũng phải gần gũi con em. Mà từ khi em đẻ ra tới bây giờ thì bà nội chưa bao giờ lên hết. Chưa bao giờ, chỉ có là gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Toàn là vợ chồng em bồng bé về dưới không à.
bây giờ sao ta, em bé gái này á là còn nít quá, hiểu không? Vậy tại sao bữa nãy là nó có hỏi là có ganh không, là vì lý do tại cái bản chất của con nít là ganh đó. Giống như mình có mấy đứa con á thì là đứa này nó sẽ ganh đứa kia, là cho đồ chơi đứa này là phải có đồ chơi đứa kia đó. Thì thực ra các cụ ở dưới quê á thường là đặt nặng cái tình cảm vào con trai trưởng, hầu như nha chứ không phải là tuyệt đối đó. Và đúng thời điểm mà em sanh cũng là lúc là bà phải lo ở dưới canh con cho chị hai, rồi chưa lên đây được để mà thăm đó. Thực ra em cũng không cần bà phải lên để mà chăm nom con của em, đúng không? Mà em chỉ muốn là bà dành cái tình cảm cho cái đứa cháu để chứng minh là ở bà vẫn, bà cũng thương thương cháu, tức là thương con của em giống như là con của anh hai chị hai vậy đó. Cái điều em muốn chỉ là như vậy thôi, đúng không? Thì nếu như là bác gái mà có xem qua cái tập này thì bác gái sẽ hiểu được là cái mong muốn mà của hai vợ chồng bạn này, thì bác gái dành một chút thời gian, bác gái lên đây một hai ngày để chơi với cháu, để cho nhà cửa vui vẻ. Vui đúng không? Là vui liền luôn. Còn bạn chồng hơn bạn này 7 năm á, cố gắng chăm sóc bạn, chia sẻ với bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Vũ Đức Hiếu, năm nay 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kho ở siêu thị. Em hiện đang ở đâu? Dạ, em ở thành phố luôn. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng chưa? Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em là Trần Thị Thủy Tiên. Em năm nay 21 tuổi. Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé. Đã có em bé rồi hả? Lâu chưa? Dạ. Dạ, em bé được 8 tháng rưỡi. Xin chào bà mẹ trẻ. Cô gì? Cô mẹ trẻ. Rồi, Hiếu và Tiên, hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị. Thì tình cờ gặp nhau thôi, lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả. Thì vô tình có một cô bạn nói là con trai ở trong đây á thấy không có ai mà được gì hết trơn. Không có ai gọi là đàn ông hết. Xong rồi cô bạn đó của em thì mới chỉ ra đối diện là: nhưng mà tớ thấy có cái anh kia kìa, đúng chất đàn ông luôn. Cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói: trời đất ơi, đàn ông gì mà mông to quá. Lúc đó là để cái mông luôn rồi. Dạ thì chưa có thấy cái mặt. Chưa thấy cái mặt. Chắc đang khờm xuống, đang khờm xuống lấy cái gì á. Dạ thì thế là: trời ơi, đàn ông gì mà sao mà mông to quá, đàn ông mông to quá kỳ lắm. Thì bạn em cười nói vậy mới là đàn ông. Lúc thấy cái mặt thì sao? Mặt chồng lúc nào cũng hồng hồng, nhìn thấy ghê lắm. Ồ, không cười cho nên dạ, không thấy cái răng khểnh luôn. Dạ không thấy gì. Ồ vậy á, tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy mông to thôi. Dạ thấy mông to. Còn bạn này? Tối em làm về, cái chị này chị em Facebook, cái em thấy cái hình, sao ai mà nhìn lạ quá. Mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết. Cái em cũng kết bạn luôn. Cái sau em mới hỏi là ai vậy? Cái chị này chị mới trả lời là: à, em làm chung công ty với anh. Cái xong em mới nói là: ủa làm gì có, anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu. Cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chỉ mập, mặt chỉ tròn lên nhìn dễ thương á. Còn giờ chỉ gầy, với đó là em mới không nhận ra. Rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao? Hết hồn vì lý do gì? Hết hồn đẹp hay vì sao? Vì không có giống như trong hình. Thứ nhất là gầy, thứ hai là không có giống như trong hình một xíu nào hết. Em mới bỡ ngỡ, à thì ra là cái cô này. Nhưng mà vậy thì sao quen nhau được? Dạ không phải anh nói quá chứ, ở ngoài cũng cỡ 80% như hình rồi. Không, nhìn em có nét khởi mi bộ. Dạ thì lúc đó chỉ có nói chuyện qua lại như bạn bè thôi. Thì có một lần ảnh giúp em, là ảnh dẹp loạn cho em. Dẹp loạn là sao? Cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này, mà chị này không có thích, cứ đi theo hoài, đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn. Thì em thấy vậy cái em tức, nếu mà đã thương thì đã khác rồi. Thì người ta đã sẵn sàng giao chợ, còn này chị này chỉ trốn, chỉ nhờ em chở về. Qua bữa sau các em hẹn ra nói chuyện cho xong, là từ bữa đó trở đi là anh này từ bỏ luôn. Em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn? Thì em kêu là nếu mà tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chở này nọ rồi, còn giờ tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa. Cố quá thành quá cố. Còn dạ, bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Trong khoảng chắc cũng một tháng. Rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới? 7-8 tháng.
Ủa sớm dữ vậy? Lý do? Lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không? Dạ đúng. Dạ. Tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn, chín chắn hẳn, không có mê chơi. Có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó. Tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng. Thì vô tình một lần em phát hiện là thấy anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì. Cái em mới nhắn tin em hỏi anh, ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi? Cái ảnh mới nói chứ, thôi anh nhường cho em ăn phở, anh ăn bánh mì được rồi. Ừ, rồi biết đâu được là ảnh thích ăn bánh mì thì sao? Dạ, với lại lúc... Dạ, với lại lúc mà hả, đi chơi chung á, thì ảnh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều hết á. Ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là má cay á. Ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu. Khi nào mà em mập lên được 48kg á thì anh nhận em là bạn gái cuối của anh. Cuối cùng thì có lên 48kg được? Dạ đó. Không, lên có 1kg. Dạ ăn quá trời ăn, ăn kinh khủng lắm. Người ta gọi là ăn như hạm luôn á. Không ăn được cái gì. Như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới. Dạ. Rồi bây giờ có em bé rồi á thì Hiếu có biết chăm cho em bé không? Dạ, ảnh là số 1 luôn á chị. Nói chung một tay em làm hết. Hay quá ha. Nhưng mà ví dụ như Hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai? Có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi. Vậy hả? Dạ. Cái gì cũng dành làm. Nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. À, không gì ra gì dạ. Giống như dành làm việc nhà, dành lau nhà, quét nhà, giặt đồ. Nhưng mà làm cái này quên cái kia. Hoặc là đang làm thì đi nói chuyện, đi giỡn cái này, giỡn cái kia. Em thì lại không thích như vậy. Làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác. À. Tại vì ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi. Ừ. Thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia. Thì em cứ nói thôi mình làm cho con mình xong trước đi, rồi mấy cái kia thì mình làm sau. Còn chồng em thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về, anh không có thấy. Mà nhiều khi một ngày mình chăm con một mình xong rồi mệt quá, nhiều khi buổi trưa em ngủ quên. Có khi ngủ quên em không ăn cơm luôn, tới chiều em mệt. Ừ. Không phải là lười mà là chỉ có một mình thôi. Thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được. Nhiều khi mới vừa dỗ ngủ được chút à, chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dậy mất tiêu. Ừ, con gái à. Dạ, chị dậy mất, mình chẳng làm được gì hết. Tại bám mẹ, cứ khóc cứ đòi mẹ bế. Nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á. Mà tính của chồng em á, ngang lắm. Em nói thì chồng em không nghe, người ngoài nói thì chồng em nghe. Vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con? Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn. Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con. Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm, mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi. Thì anh là không đồng ý. Anh thì anh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm. Em bé nó còn nhỏ. Thì em giải thích cho anh không có hiểu. Trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó. Nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ dính rất là nhiều. Thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người. Thì anh thì anh không chịu. Anh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ, dính lên đầu lên tóc con này nọ. Rồi hả lau người không có sạch. Không phải, vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ. Vợ em mới khó chịu. Còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói tắm. Vợ em là thường xuyên đút con của em ăn bột là nó dính đầy ngựa chứ. Dạ, dính từ trên đầu xuống. Ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn. Em đút ảnh chơi dơ, anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu. Không, trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á. Dạ, trong đôi mắt của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc. Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó bụng vệ. Chị nói nè, tâm sự đi. Tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó. Dạ. Đó, rồi anh chỉ kinh nghiệm cho. Đi làm nguyên ngày về mệt rồi. Nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn, chưa có lau nhà, quét nhà này nọ. Rồi mấy cái thau đồ, này, tắm của con cũng quăng lung tung. Rồi nhiều lúc em cũng bực, em dành làm á thì không chịu, cứ kêu là thôi anh chăm con thì để em làm cho, nhưng mà làm không có được. Dạ tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á, mình cũng không có muốn là để cho chồng làm, thì em muốn là anh giữ con để cho em làm. Cái tính của anh rất là khó chịu, tại vì em bị cận á, em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy. Yeah. Anh quét lại, anh nói em quét cái nhà kiểu gì mà hả anh quét lại cỏ đống luôn nè. Nhiều khi em cũng mực, anh nói chuyện cứ cọc lóc vậy mà làm em khó chịu lắm. Vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không? Dạ có, ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn. Ví dụ cái câu chửi giống như nào mà em cảm thấy bức con xúc. Em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong thì ảnh la em nói bế con lên đi, mày không làm được để tao làm cho. Em cảm thấy bức xúc
mình á thì mình muốn chăm con mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Mà ảnh á thì hả, ảnh cứ nghe con khóc rồi xót đúng không? Ảnh xót nhưng em cũng xót nữa, em phải kiềm chế cái bản thân em lại để em làm. Mà ảnh không có hiểu, ảnh cứ hối rồi ảnh chửi em, ảnh xưng mày tao, anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho. Thì có một lúc á, em coi trên một cái chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng á nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui. Em mới hát anh ơi mình thử mình đó. Kêu vợ chồng xưng bằng mày tao thử coi. Nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn, em chỉ nói là chỉ theo thử thôi. Từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng, anh cứ mày tao suốt, mày tao suốt, mày tao suốt. Ai biểu, ai biểu. Trời ơi. Trời ơi đi coi. Cái chuyện nào vậy? Vợ chồng đậu. Vợ chồng đậu. Kêu mày tao không à. Nhưng mà hả, em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha, chỉ kêu bây giờ thôi. Bởi sau thì không được gọi, nhưng mà ảnh cứ ê mày lại nói chuyện em làm gì, ảnh cũng ê mày rồi cãi nhau, ảnh cũng mày tao với em luôn. Rồi ảnh dùng dằn làm ghê lắm kìa. Rồi có mét phụ huynh không? Dạ có chứ, em mét mẹ hoài luôn á. Rồi mẹ nói là sao? Mẹ chửi ảnh, nhưng mà mẹ không có la ảnh trước mặt em. Nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á, lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em bán hàng á. Thì mẹ chồng á phải không? Dạ. Thì mẹ nói là không được xưng hô vậy với công ty. Ảnh cũng dạ thưa nào xong rồi. Ảnh nhắn tin ảnh xin lỗi em. Cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh nên anh mới xin lỗi em đúng không? Cái đúng rồi, mẹ chửi anh quá trời luôn. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi rồi. Xong rồi tối về anh lại kêu mày tao tiếp. Trời ơi. Rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không? Dạ có. Cách mẹ nào? Nói là hả? Nói mà nói mày tao á, mày tắt cái mặt nó cho tôi. Mày tắt cái mặt nó cho tôi. Rồi sao, em có tắt cái mặt anh không? Dạ không, lúc mới đầu á thì em không có dám tát. Thì em chỉ hù ảnh thôi. Nhưng mà có một lần á, có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi. Thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á, cái ảnh hút nguyên một cái ly nước mắm vô người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè. Ôi đó ôi. Lúc đó hả, em giận sôi máu luôn. Nhưng mà anh giỡn hay là anh làm thiệt? Cái này anh chị phải hỏi ảnh á chứ em hiểu. Thiệt hay là giỡn? Dạ hay, vừa giỡn vừa thiệt. Tại tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết. Vô tình vừa ăn cái ly cốc xong thì lấy tạp luôn. Mà đâu có dính nhiều đâu, vậy dính lên tường hết rồi. Xào, dính tóc, dính một ít vô tóc là. Có bao giờ em bị vợ em có những hành động tương tự vậy với em không? Thì nói chung hai vợ chồng làm hoài. Hồi lúc em đang ngồi máy tính của bà chị, tự nhiên chị lấy nguyên chai nước lạnh chị ngồi chị đổ hết vô người em luôn. Trời ơi. Thì trên đầu xuống thấy quần luôn. Tại vì ảnh lì lắm, ảnh mê game. Lúc đó em có bầu, em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi, ở nhà hoài chán quá. Cái ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này, thôi đi ngủ đi. Cái ảnh mới ngồi chơi game tiếp. Em bực mình quá, em bực mình chịu không được luôn. Em đang uống nước, em lấy nước em đổ từ từ cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh. Mỗi lần game cãi nhau như vậy thì phân thắng bại không? Có ai thắng ai thua không? Dạ thường là ảnh thắng mà. Tại vì ảnh nói khỏe lắm, em nói không lại. Đúng rồi, nói ngồi lên canxi não thì ra thiếu canxi não nữa. Dạ có, nhiều lúc cãi nhau á tụt canxi hoài luôn. Mà mỗi lần vậy ảnh sợ mà ảnh không có chừa. Anh làm sợ nữa. Không chưa? Dạ, anh không biết sợ chị ơi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao. Dạ con. Nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày. Em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. Thôi, mình là người đàn ông văn minh, đúng chưa? Em là người đàn ông văn minh là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến, em một tay em làm hết. Nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ gì vẫn là chưa văn minh. Thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo. Đó là đừng kêu bằng mày tao nữa, có đồng ý không? Dạ. Bây giờ có dám đứng lên hứa không? Đứng lên hứa à? Ừ. Hứa với chị. Đúng không quý vị? Đúng không? Em hãy là người đàn ông văn minh, một người chồng văn minh và một người cha văn minh. Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên. Em hứa xong rồi là hai đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi. Em muốn chồng em thay đổi cái gì, rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì. Nắm tay nhau và nói. Rồi hứa luôn. Đó, vậy đó. Đứng lên làm chứng nè, đó. Chồng hứa từ giờ tới đi sẽ không xưng mày tao nữa. Rồi nhưng mà vợ cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. Đó, chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó. Quá hay. Rồi giờ vợ nè, vợ mong chồng thay đổi gì nè? Em không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á. Em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á. Vậy sao?
Tại vì á, mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm, em cãi không có lại. Nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu. Nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh. Rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không? Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị chồng chê nữa. Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè. Quá trẻ. Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè, còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi, đã là vợ chồng của nhau rồi, là cha mẹ của một đứa con 8 tháng mấy rồi. Thì bây giờ á, cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi, gấp ba những người bình thường khác. Người ta có cả gần 4-5 năm để người ta trải nghiệm, người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi. Thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng, hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà á, cho nó gọn gàng á, là mình có thể học được. Học ai đâu, học cha mẹ. Nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á, được hết. Sắp xếp bằng cái đầu trước. Ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì, trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia. Nhưng mà con á, mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền. Việc gì không cần biết, em cứ tranh thủ em ngủ cho chị biết. Tại sao? Để em có sức khỏe. Đúng rồi. Khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia. Lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học. Chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức. Hiểu không? Và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết. Nhớ nghe, đó là kinh nghiệm ha. Còn ông bố chịu khó lên mạng search những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất, từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc. Đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau. Chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm niên như vậy rồi sinh ra rồi mày tao rồi nổi cơn điên lên rồi đánh lộn nhau rồi y xèo rồi tội nghiệp đứa nhỏ. Đúng không? Ok. Chung tay nghe ha. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc. Giới thiệu về mình. Dạ chắc xin phép giới thiệu, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thái Đông Chuyển, hiện nay là đang ở phường 3 quận 6 và công việc chính là làm graphic designer với là media tại nhà. Rồi mời em. Dạ con chào cô Hồng Vân. Dạ chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phan Thị Mỹ Phụng, nhà cũng ở phường 3 quận 6, hiện đang làm bí thư đoàn phường. Bí thư đoàn phường. Bí thư đoàn phường. Dễ thương quá. Cái lần đầu tiên mà gặp, thường của các cặp đôi khác là người ta thấy mặt nhau. Rồi. Còn đây hai vợ chồng gặp không có ai thấy mặt ai hết trơn tới thui. Do là cái hôm đó là thi cái liên quan chương trình cao quốc cách mạng của thành đoàn tổ chức á, thì thi ở Tú bên quận 12. Mà hôm đó là cũng tháng 10, cũng tháng 9 tháng 10 mưa nhiều nữa nên là đèn đớm là tắt hết. Mà cũng cơ duyên nữa, do là con là cũng ở đó là tới trưa, từ trưa cho tới chiều tối rồi mà thấy mưa không có chạy điện được á, thì thành ra là định đi về. Thì cái anh bên quận thì bắt phải quay lên lại, phải thử nhẹ cho bằng được tại mai thi rồi. Thì buổi chiều hôm đó thì anh này mới lên, anh này lên thì anh ngồi coi mấy cái clip coi có bị sai này nọ để chỉnh cho cái đơn vị. Và gặp con thì con cũng nói nhiều nữa, con làm đoàn, con ngồi sau lưng ổng nè, cái con nói chuyện với chú kia. Nhưng mà cái anh này anh cứ chọt lâu lâu cái đoạn này sai nè. Cái mình khó, ông này sao mà khó chịu á. Gặp cái ông này nó về biết hỏi hỏi đơn vị có biết anh tên Chuyển không, anh tên Chuyển không. Mình suy nghĩ trong đầu làm như nổi tiếng lắm sao mà phải biết anh tên Chuyển, anh tên Chuyển. Nhưng mà con cũng thắc mắc, con cũng hỏi, con cũng hỏi cái anh ở phường con, ở quận con á, thì anh nói là ừ anh đó anh làm mấy cái info này nọ cho thành đoàn, cho trung ương này nọ, mấy cái tuyên truyền cũng hay lắm. Cái con cũng tìm hiểu, con coi rồi tối về con sạc Facebook, con kiếm, con nhắn tin với ảnh. Là con chủ động luôn. Con chủ động. Nhưng mà làm sao cái lúc mà con ngồi con chỉnh âm thanh á, là lúc đó sao mà không thấy mặt được ta? Ngồi ngay sau lưng. Dạ, tại vì ngồi ngồi trước mặt chứ. Con ngồi bé sau lưng, ngồi sau lưng chỉ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi, nhưng mà cái xung quanh tụi con là tối thui, chỉ có sân khấu là nó hơi sáng đèn thôi. Đúng rồi. Trong cánh gà đó phải không? Trong phía trong cho nên là không thấy mặt nhau. Thì lúc đó con thấy sao? Nhìn cái mặt ở trong hình đó thì thấy ngon lắm con. Thấy đó, thẳng thắn luôn. Rồi bây giờ ông Triển thì chắc có lẽ là hơi anh hơi hơi nhẹ nhàng hơn xíu đúng không? Đó rồi, nhưng mà Triển cái lúc mà quay xuống nhìn thấy cô gái này thì có ấn tượng gì về cổ không? Đặc biệt là hai cái răng khểnh của cổ. Dạ đúng, hôm đó thì con phụ trách về mặt kiểm tra âm thanh với lại video của các đơn vị thì trong giờ dự thi á. Thì tới cái đơn vị này thì do là nạp trễ á, cũng gần cuối giờ mà trời mưa nữa, tối nữa. Thì chỉ con chỉ ngồi máy tính thôi. Còn cái cô này ở sau thì lúc đó là cô thì cứ nói hoài, rồi con mới chọt vô mấy câu như là chỗ này sai nè, điều chỉnh, rồi xong rồi cái cổ nhờ là chỉnh thôi anh chỉnh giùm em luôn đi. Thì con nói là sao anh có thời gian được,
Còn không thì ngày mai anh chỉnh chứ giờ đâu có chỉnh được. Nhưng mà thật ra là cũng hơi khó chịu phải không? Tại dạ. vì đã nộp trễ rồi mà còn bị nói nhiều nữa. Dạ thật ra là con tính con dễ chịu lắm, con hỗ trợ hết các đơn vị lúc mà tham gia chương trình là tất cả các đơn vị nhiều khi là xử lý tại chỗ luôn. Ừ. Chứ không phải là khó chịu với người ta. Ừ. Thì cô này cứ nói hoài thì cũng có thấy cô này sao ngộ quá, mình đâu có quen biết gì mà cô cứ nói sau lưng mình hoài, chọc mình hoài, mình cũng có ấn tượng. Ừ. Rồi xong là tối về bữa đó thì cô cũng nhắn tin hỏi thăm trước rồi xong rồi con cũng kết bạn trả lời. Ừ. Thì nhưng mà lúc con thấy mặt của cổ thì sao, có thấy ngon giống như là cổ à, thì như... hôm một hai ngày sau á là xong chương trình đó thì tụi con mới thôi rảnh ra cà phê với anh đó. Dạ đúng thấy rồi, các bạn thì con cũng phải kiểm tra coi út, dạ thấy cũng ok đẹp à, ok chứ chưa ngon. Dạ đẹp. Ừ. Thì hôm đó thì lần đầu tiên hai người mới nhìn mặt được nhau. Ừ. Mới thấy rõ mặt nhau thì hôm đó không? Nói chung là hôm đó thì mặt của vợ con lúc đó thì lúc nào cũng đỏ bừng hết trơn. Mắt đỏ. Dạ đúng rồi. Chắc sao vậy con, sao tự nhiên đỏ là sao? Dạ tại con ngại. Tại vì tính ra lần đầu gặp mà cũng hả nắm tay hôn người ta rồi. Thấy trời chưa ơi. Trời ơi, bởi hỏi tại sao mặt nhỏ đỏ nó phải có lý do tự nhiên đỏ. Ông tên Triển cho nên ông gặp là ông triển khai liền. Ờ à. Triển liền luôn dạ, hả? Đúng không? Dạ đúng rồi, giống như là không biết sao tự nhiên cái lúc mà hai đứa đi thang máy cái tự nhiên nắm tay. Trời ơi. Nghe nè, bả để yên đó cũng thì ta đỏ mặt là biết rồi. Xong cái sắp lấy xe ra về thì lấy xe ra về thì trở về luôn chứ đâu có ghé đâu nữa thì mới lén hung cái lên má. Trời ơi, tưởng con hiền lắm, ai vậy cũng dễ dạ, sợ. Dạ con hiền lắm, con hiền lắm. Sao mới gặp lần đầu dạ. mà nắm tay rồi hôn con có sợ hãi lúc không? Đó con không sợ mà con thấy khoái. tại vì con cũng đang thích ở ông đó, ông này làm lẹ quá, ok mình cũng cho ông lẹ luôn. Rồi lần sau gặp có cái gì nó tăng đô lên không? Dạ thì tụi con thì cũng bắt đầu coi như là hẹn hò nhau thì cũng mấy tháng sau thì cũng tiến đến cưới luôn rồi. Cưới luôn. Nhưng mà cái lúc đó thời điểm đó là bắt đầu là thời điểm đó là bắt đầu cũng có dịch Covid rồi đó. Thành ra là lúc đó thì con cũng vừa mới nghỉ làm ở tại cái đơn vị cũ. Thì để ra tự mở startup làm thì coi như là hai người thì gặp nhau thường xuyên hơn, sau đó con dọn về quận 6 gần nhà bạn luôn để dễ mà dễ qua lại. Dạ đúng rồi, dễ qua lại. À, nhưng mà mấy ngày bao lâu sau lúc gặp thì con tỏ tình với bạn này chính thức? Dạ tỏ tình thì chắc vợ con lúc đó tỏ tình trước. Vợ con tỏ tình con hả? Thật ra là con thấy con giống bạn trai, còn chồng con giống bạn gái hơn. Tại vì cái gì con cũng chủ động á, tự chuyện làm quen. Ừ thôi bây giờ rốt cuộc là mình có phải là bạn gái, em có phải là bạn gái của anh không? Thì ảnh cứ mập mờ là ừ cũng có nó thôi, vậy giờ chốt bạn gái. Ngay cả cái khi mà đi đăng ký kết hôn á, em cũng cho ảnh có 3 ngày thôi là anh phải đi làm cái giấy xác nhận độc thân để đi đăng ký kết hôn. Em muốn ngày đó là phải ngày đó. Rồi bây giờ cái vụ mà hôn môi đó, không biết là hỏi thẳng luôn chứ giờ hỏi sao quần nó mệt đó. Cái vụ cái nụ hôn đầu tiên đó là có phải là Phương chủ động luôn không? Dạ không, cái đầu tiên thì là chồng chủ động. Không, cái hôn má là không tính nha. Cái hôn má là không tính nha. Dạ cái hôn môi cũng là chồng chủ động. À, mừng quá. Dạ lúc đó thì là bạn gái rồi cho nên mình cũng tự tin hơn. Rồi. Rồi xong rồi cái có ngày cái vợ nói ngày 19 tháng 5 tới đẹp nè anh. Cái hỏi ngày gì? Anh nói cái hỏi em ngày gì, cái xong em nói của ngày sinh nhật bác mà. Xong rồi nói đúng rồi, đi sinh nhật bác đăng ký kết hôn đi anh. Mà trong đó là còn có 3 ngày nữa thôi thì tại vì con ở Tiền Giang mà quê của Tiền Giang, hộ khẩu Tiền Giang cho nên là phải về dưới xin giấy độc thân nữa. Thì trong đinh ninh tâm trí của mình là đăng ký kết hôn cũng phải suy nghĩ ngày chọn ngày rồi cho nó đàng hoàng rồi cũng phải chuẩn bị này nọ. Xong nói em chuẩn bị giấy đồ đăng ký để xác nhận đồng thân luôn rồi, tại làm ở ủy ban á nhanh lắm. Xong rồi con có 3 ngày mà trong đó là cái ngày con chỉ còn thứ bảy chủ nhật và thứ hai thôi. Đó là 2 ngày kia tao đâu có làm. Đó, chỉ còn có sáng thứ bảy thôi thì con mới điện về dưới quê cho đứa em của con đây, em ra xã xác nhận đồng thân giùm anh không. Thì nó cũng ra xã xong thì cán bộ thì nói là phải trực tiếp về chứ đâu có được xác nhận giùm. Đó phải tức tốc chạy về quê, xong sáng thứ hai là về quê đăng ký, xong rồi là tới chiều thứ hai là bắt xe chạy ngược lên thành phố là chạy vô ủy ban đăng ký liền. Dạ. Tức là ở An Giang là nó xa. À, không, Tiền Giang. Tiền Giang cũng gần. Cái này cũng gần. Ừ, dạ. Đó, có nghĩa là tất cả mọi thứ là có nghĩa là cổ canh sắp xếp canh ngày luôn. Sinh nhật dạ. Bác Hồ. Cho nên bắt buộc là phải ở cái ngày đó, ngày để đó ngày dễ tốt. Dễ nhớ hay sao? Dạ một phần là dễ nhớ, với lại hai đứa con cũng là đảng viên á. Dạ. Với lại cái kỷ niệm gặp nhau cũng là tổ chức đoàn nữa. Dạ cho nên là con muốn cái ngày kỷ niệm ngày cưới nó cũng gắn kết với nhau. Coi như là lấy cái ngày đăng ký kết hôn là cái ngày để ngày kỷ niệm sinh nhật bác luôn. Sau đó thì bao nhiêu lâu mới đám cưới? Đó. Dạ cái lúc đó thì đang dịch Covid á, cho nên là sau cái dịch Covid xong thì tụi con sắp xếp cuối năm đám cưới, mình cũng dời tới 2-3 lần. Thì cuối cùng thì tháng 12 tụi con mới tổ chức đám cưới được. Thì lúc đó là đây đúng không?
Dạ 2021 mốt thì mới đây đó. Dạ, dạ. Đó. Vừa để tổ chức đám cưới xong thì hai bữa sau là thành phố phong tỏa luôn. Wow. Là... Cái thời điểm mà hên thiệt cái thời điểm mà tính là làm đám cưới rước dâu đãi nhà hàng á, là ngay trên cái địa bàn phường con là nó có một cái ca cái anh phi công á, là kế bên hẻm. Thì tối hôm đó là tại vì ở dưới Tiền Giang thì mẹ chồng con là vẫn muốn làm, tại dưới Tiền Giang thì chưa có vấn đề gì hết. Nên là chị chống chế là chị rước hai vợ chồng con với lại ba mẹ với lại một số cô dì, còn ngoài họ là có 6-7 người thôi, giờ không cho ai đi theo nữa hết. Thì tính là vậy, tối hôm đó cái anh tài xế taxi á cancel, không có chạy xe, cái con phải ngồi xe chung với là đoàn khách. Đó, giờ về dưới là cũng căng não lắm á. Dạ. Tại vì mình cũng xong. Dạ, tại vì lúc đó là nghe tới dịch là tụi con hủy thông báo hủy hết luôn, mà đã gửi thiệp mời hết rồi. Thì thông báo hủy hết rồi, đợt sau dời thì đi gửi thiệp một lần nữa. Rồi lại mấp mé là bị nữa. Mà tại vì lúc đó mình cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, ngay cả nhà hàng rồi cả họ hàng này nọ đã xong hết rồi. Thì tự nhiên làm sao may mắn làm được rồi, xong bữa sau mấy bữa sau thì thành phố phong tỏa thì may quá. Rồi là cũng may. Dạ. Chứ mà dời mà giờ lần nữa là tao nói dứt tâm ba bận. Dạ, rồi cái em bé. Có em bé chưa? Dạ, dạ em bé được gần 10 tháng ạ. Ủa tức là tụi con có em bé ngay trong thời điểm dịch luôn. Đám cưới xong khoảng Tết là con có em bé, có tính cái em bé, cái trong thời điểm dịch là đang bầu. Thì đó đúng rồi, đúng không? Tức là vừa cưới xong là dịch mà đúng không? Dạ, đúng là rồi. Phong tỏa luôn. 2 ngày em sao phong tỏa? Phong tỏa là hai đứa có được ở gần nhau không? Dạ ở chung luôn rồi. Lúc đó là tụi con dọn về nhà ở chung luôn rồi. Là nghĩa là ở rể đó. Dạ, tức là sau khi tụi con đăng ký kết hôn coi như là tụi con đã dọn ở chung rồi. Tại vì đáng lẽ là cưới là trước tháng 7 phải. Nhưng mà dịch sợ dịch đó dài. Rồi cũng rồi dài một hai lần vậy đó. Vừa cưới xong chưa kịp coi như là đi tận hưởng nữa thì lại là dính dịch đó, rồi mang bầu rồi đẻ con, vậy thì có ảnh hưởng gì đến tâm lý không? Tâm lý và sức khỏe không? Dạ, cái thời điểm mang bầu á thì nó có ảnh hưởng tới cái suy nghĩ nhiều lắm, cái tâm lý. Tại vì mình cứ nói với lại mấy bà bạn á là không, bầu chắc tao không có bị stress kiểu như sau sinh hay là nghe lúc bầu đâu. Nhưng mà thật ra là cũng có một cái câu chuyện em cũng muốn chia sẻ, nhưng mà này chắc cũng xin lỗi chồng trước. Dạ, tại vì cái thời điểm đó là khoảng chừng tháng thứ 7, tháng thứ 8 là cũng gần cuối rồi. Mà ở trong nhà suốt nữa, mình không có đi đâu á. Mà cái thời điểm đó thì em có làm thêm một cái ở bên đoàn á, thì em tiếp nhận những cái cuộc gọi điện thoại để tư vấn cũng như là hỗ trợ cái vụ mà đem mấy cái bình oxy xuống cho mấy người dân mà bị ca nặng á. Đó, giống như mình làm tại nhà là như vậy. Mình cũng nhiều khi mình nghe người ta khóc lóc kể lể mình cũng áp lực nữa. Giờ gặp bầu, gặp thời điểm đó là chồng á thì cũng có nhắn tin qua lại với lại một bạn. Thì bạn nữ đó cũng có gia đình rồi. Nhưng mà tại vì kiểu như em thấy là sao mình cũng bầu mà sao chồng không có phụ mình, ví dụ như làm đồ ăn này nọ hay dọn dẹp nhà một xíu, mà chồng nhắn tin người ta nhiều khi tới 3 giờ sáng luôn. Trời, thời điểm đó em biết, em thấy em buồn lắm chị. Em khóc hoài mà em không dám nói chồng nghe, em không chia sẻ. Tới cái đỉnh điểm khi mà em thấy mà cái cường độ nhắn tin nhiều quá, giống như em làm đồ ăn thì chồng chụp, chồng khoe bạn đó. Thì chồng cũng khoe là vợ anh nấu cái món này đẹp, ngon này nọ, anh thích món này giống vậy. Nói chung là chồng em nhắn tin với lại các bạn đó là kiểu khoe vợ, vợ anh giỏi làm này, vợ anh làm kia này nọ, vợ thai bây giờ thì nghe em bé này nọ, nó đạp này nọ, cũng như kiểu khoe vậy đó. Nhưng mà tại vì nhiều khi em thấy vậy em không thích, thì thời điểm đó, dạ đúng rồi, thời điểm bầu á thì em thấy nhạy cảm. Nhưng mà sau khi mà em sinh bé ra rồi á thì em thấy cái em nghĩ lại, em nhìn lại thì em thấy chuyện đó nó cũng bình thường. Dạ. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà lúc đó sao em không hỏi? Lúc đó sao không hỏi là ủa sao anh nhắn cho ai vậy? Dạ. Bạn đó là cái gì của chồng? Dạ, cái bạn đó thì em cũng có biết, tại vì cái lần đầu gặp bạn đó thì em cũng đi với chồng là lúc đó chồng đi báo cáo cho bên cái tỉnh đó, cái chỗ đó về cái nội dung cái thiết kế của ảnh thì cũng có dẫn vợ theo thì cũng biết thôi. Dạ, nhưng mà do là em hỏi chồng thì chồng nói là chỉ là bạn rồi nhắn tin hỏi thăm qua lại này nọ thôi, đâu có gì đâu, do em nhạy cảm không tin tưởng chồng kiểu vậy. Nhưng mà em thì thời điểm đó em thấy là tại nhắn tin nhiều quá mà nhắn mà có những cái câu chuyện chia sẻ với người ta mà vợ không biết, vợ rất là buồn. Nhưng mà Triển, em có nhìn thấy vợ mình khóc không? Thì nói chung là lúc đó thì lúc mà giận thì bà xã em không có nói lý do. Thực là xong rồi cái mình cũng phải tìm hiểu hoài ủa sao giận, tại vì bình thường thì cũng lâu cũng hay giận dỗi rồi nhõng nhẽo vậy đó. Thì thành ra cũng không biết, rồi xong rồi cứ giận hoài không hết. Thì thực ra là bản thân con thì làm việc ở nhà cho nên là nhiều khi cũng tâm lý lắm, áp lực lắm. Rồi xong rồi cái vợ giận vậy thì mình cũng phải tìm hiểu, rồi cuối cùng vợ cũng không nói gì hết. Rồi xong rồi thôi mình cũng cố gắng xin lỗi để cho vợ có gì đó vợ nói cho mình biết để hiểu. Vợ cũng không nói luôn. Xong rồi cái lần thứ hai nữa, tức là vợ
vợ lại giận nữa, mà không biết giận chuyện gì nữa, mà giận liên tiếp rồi xong lại mình lại hỏi vợ cũng không nói luôn. Vợ lại nói là một lần rồi giờ còn không biết này nọ rồi xong rồi cũng cố gắng rồi xin lỗi này nọ rồi cuối cùng là đỉnh điểm là lần thứ ba thì vợ mới nói ra là cái câu chuyện là tại vì con nhắn tin với bạn khác như vậy. Thì thật ra lúc đó thì mình cũng biết giải thích sao giờ, tại vì mình có làm cái chuyện đó mình đâu có giấu được. Nhưng mà cái góc độ là chuyện nhắn tin với bạn bè này nọ thì lúc trước giờ thì vẫn nhắn tin bình thường, với những các bạn khác thì đồng giới khác giới gì cũng nhắn tin rất là bình thường. Thì thôi, lúc đó thì sau đó thì vợ biết vợ không thích thì thôi lúc đó mình ngưng luôn. Rồi sau câu chuyện đó thì nói chung là cũng hiểu lầm rồi cũng xin lỗi vợ, cũng hiện nay thì chắc không có đâu. Nhưng mà dạ. Cô hỏi là cái bạn đó là cái gì của con? Dạ thân chỉ là bạn bè thôi. Dạ thân ở mức độ nào? Mức độ là quý nhau thôi chứ con không phải là ở gần nữa, tại vì ở tỉnh khác tỉnh xa lắm. Dạ có nghĩa là con cảm giác là con nói chuyện với bạn đó là con có thể chia sẻ, con có thể nói dạ, được hết cái gì trong đầu đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì lúc đó là bạn cũng lập gia đình, con lập gia đình là hai giống như là hai gia đình mới với nhau thì chia sẻ với nhau những câu chuyện á. Thì con cũng khoe vợ thế này vợ thôi, khoe có con thế kia chứ cũng không phải là nói chuyện nó bậy bạ hay là những cái gì nó bên ngoài. Mà chủ yếu là những cái câu chuyện gia đình này nọ vân vân. Thì rồi sau đó thì có một phần là công việc nữa. Đó, thì thôi sau lần đó thì bạn đó cũng không dám nhắn tin nữa. Rồi xong mà thì chồng thôi. Bạn đó có biết không? Dạ biết chứ. Chồng bạn đó biết, chồng bạn đó có dạ. có la bạn đó không hay là cái đó thì con không biết, nhưng mà trên góc độ thì chắc con nghĩ là không sao, tại vì cũng biết nhau hết mà. Dạ. Nhưng mà với cô thì cô cảm giác như này là con hơi bị vô tư trong vấn đề dạ, đó đúng, rồi, đúng dạ, không đúng rồi. con vô tư và con kiểu như là cũng hơi vô tâm một chút xíu á, tại vì thực ra là cái thời điểm mà dịch thì là tất cả mọi người đều ở trong nhà và ai cũng bị bí bách hết trơn, thực sự ai cũng bị hết. Thì con cứ tưởng tượng đi, nếu như con bí bách một thì vợ con sẽ bí bách gấp đôi gấp ba lần con, vì cái người phụ nữ khi mang thai cái hormone nó thay đổi nó kỳ khôi lắm con ơi, chuyện một nó thành mười vì nó dạ, dạ. Nó tác động của mấy cái hormone đó. Đó thì thành ra là thôi để sau này rút kinh nghiệm, ví dụ như dạ, có đứa thứ nhì nữa có đứa thứ nhì nữa thì phải rút kinh nghiệm những cái đó, tại vì nói chứ nhắn tin tới 2-3 giờ sáng thì là cũng khó chịu chứ con. Dạ, mặc dù là đúng là mình ăn ở không, mình cứ có thể ngủ hoặc ngủ trễ hoặc là mình dậy trễ đúng nhưng rồi. Mà điều tức cứ tự nhiên nó bắt đầu từ 12 giờ đổ đi là cái giờ mà giờ cấm á, giờ chỉ dành cho những người yêu nhau á. Dạ. Những cặp vợ chồng thôi, chứ còn ngoại cái là ngoại một cái là nó có yếu tố nó khác thường liền đúng không? Như là cái cảm giác mà ở chung nhà với nhau á mà không nói chuyện mà cứ nhìn thấy cái người kia ngồi nhắn tin cứ rù rì nhắn thì tin đó nữa. Đó khó chịu vô cùng nữa. Khó chịu lắm. Bây giờ tôi tới tôi nghe cả chuyện đi, tự nhiên 12 giờ khuya 1 giờ 2 giờ khuya thấy vợ mình ngồi nhắn tin cười khúc khích chuyện khó chịu đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi thôi bây giờ tính cái phần hình như là lấy nhau làm được một bé tới bây giờ là hai vợ chồng đám cưới được bao nhiêu tháng rồi? Dạ từ 7 tháng 8 mới có tháng 12 dạ, từ 2020 dạ. 2020 lận đó dạ, là dạ. đăng ký kết hôn còn mới đám cưới được là từ tháng 12 đúng không? Dạ, tháng 12 của 2020 đám cưới xong là 2 năm sau phong tỏa toàn phố đó. Đúng rồi bây giờ là có những cái tật xấu gì không để coi như là hôm nay có dịp để mà mình nói ra đó, nói ra để cho bên kia ta biết vô tâm bây giờ còn dạ, ta hỏi thôi dạ. Biết đâu sau đó rồi người ta khắc phục đúng không? Dạ, chồng còn vô tâm lắm. Thấy chưa? Vô dạ, tâm quá chị Một ơi. Sau này cái độ vô tâm á, cái level vô tâm á nó lên tới cỡ nào? Nói chung là tại vì thời điểm có bầu á thì con thấy là ảnh vô tâm nhiều, tại suy nghĩ nhiều mà. Bây giờ thì đỡ rồi, tại vì bây giờ có bé con á, ảnh rất là thương bé con. Dạ, giống như cái việc mà sinh bé con ra rồi chăm bé con là ảnh là cũng chăm nhiều hơn vợ nữa. Ảnh ở nhà ảnh làm ở nhà mà. Cho nên là cứ bú sữa hay là thay tã hay là chơi hay là tiêm vaccine hay đó là nhân vật kết nối gì đó là đó, lo hơn. Nhân vật đó là nhân vật kết nối mà chúng ta hơi bị lạc đề là bây giờ đề nghị con phải nói tật xấu vô tật tâm rồi cái gì hả? Nữa bây giờ chồng ngáy to quá, ngáy to dạ, ngáy to không cũng phải là tật xấu. Có bây hôm giờ nào mà chồng ngáy mà ngủ mà không ngáy phải qua coi còn thở không? Cái đó không phải là tật xấu, cái đó là không có kiềm chế được đâu. Cái đó là bản năng rồi, cái đó là bây giờ nè, hồi trước là cái gì là Phương cũng chủ động hết. Bây giờ về nhà thì không biết là ổng có bị động nữa hay không. Đó. Em hỏi cái gì mà nó lung lung quá. Bây giờ về nhà, em focus vô. Có nghĩa là bây giờ nè, về tất cả mọi chuyện anh ấy có chủ động hay không, hay là anh ấy vẫn là thờ ơ. Về chuyện gì? Bị động. Chuyện gì? Tất tần tật. Chuyện này chuyện kia luôn. Chuyện này chuyện kia là chuyện gì? Thì ta nói gì đó, nói gì là hiểu rồi đó. Chú nói còn có cái. Đó. Dạ. Giống như là hồi đó là trước khi cưới, trước khi bầu á là chồng chủ động trong mấy cái chuyện
ABCDZ. Rồi sau khi cưới là đụng cái là nhột mà chưa kịp làm gì hết trơn, cái giọng nó thôi nhột lắm, thôi nhột lắm. Là đụng không cái ông nhậu, đụng không cái ông nhậu à. Thế bây giờ vẫn vậy luôn hả? Dạ. Là tất cả bây giờ mỗi mà không biết. Ví dụ người ta bầu á thì người ta đổi máu, đổi nết. Còn này con bầu xong là ông đổi máu, đổi nết luôn. Ông nghén nết đó. Đụng giờ con nói thiệt là con gái thì người ta hay thích ngắt vú. Bây giờ đụng một cái cũng không được chứ đừng nói gì ngắt. Là ủa như vậy là con ảnh kiểu... ảnh không có cho con đụng chạm đến cơ thể của ảnh luôn. Cho nhưng mà nhột quá, ảnh quạo cái ủa? Không làm ăn nữa gì trơn. Ủa gì thì cái chuyện ấy là coi như là mỗi lần mà muốn là con chủ động. Dạ thật ra mỗi lần muốn thì con phải kiếm chuyện giận ảnh. Giận ảnh thì tại vì con có cái câu là đầu giường cãi nhau cuối giường làm quà đó. Là tối tự nhiên cái nhẹ nhẹ mèo meo mèo meo meo. Là bây giờ cứ muốn là mình phải kiếm cớ mình giận. Dạ. Rồi xong để ảnh làm quề. Dạ. Để bây giờ này mới hỏi nha, mình đàn ông nha, mình hỏi không gì ngại chứ. Sao mình phải chủ động chứ sao tự nhiên lại lười chuyện đó? Không, tại vì không phải là lười nhưng mà tại vì nó công việc của con cũng có nhiều áp lực á, với lại cái chuyện mà thức khuya là nó rất là thường xuyên. Cho nên là khi mà cái sức khỏe mình nó không đảm bảo á thì thành ra có những cái tâm lý nó không có tốt để có những cái chuyện đó. Chứ còn có tâm lý tốt thì lúc con tâm lý tốt thì vợ lại mệt. Ví dụ vậy. Dạ, còn chứ cái nhột nó cũng có một phần làm cho con bị tụt mút hả? Con bị nhột á, nhột trong người á hả? Dạ, nhột thiệt, cái đó là nhột sinh lý thiệt chứ không phải là kiếm cớ mà là nhột thiệt. Đó thì nhiều khi có những người á, không nhiều khi có người bị bệnh nhột á em. Đây nè, chị đừng nhận ai những người nào bị bệnh này nè. Người này rồi em có bị tụt cảm xúc không? Không. Nhột là bắt đầu là tôi dâng trào cảm xúc đó, là chết với tôi đó. Thì cái đó là khác, em là khác. Tôi nhột quá không? Giọng tôi nhột quá còn... làm cho hết trọt luôn. Còn bạn này là bạn bị nhột mà bạn bị tụt cảm xúc luôn. Rồi nhưng mà nè. Ok, nhưng mà nếu như mà chị ngắm cái chuyện này nó kéo dài hoài thì nó có thú vị trong cái đời sống vợ chồng không? Dạ nói chung là trên quan điểm của em thì đời sống vợ chồng thì nó có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Cũng có nhiều cái khác nhau thì nói chung là cái hạn chế của em ở cái chỗ đó thì dạ nói cũng đúng thì sao lại khắc phục dạ quyết tâm khắc phục với lại cũng sẽ sắp xếp thời gian lại tại vì hiện nay thời gian của em nó hơi bị loạn nhịp á cho nên là có những cái sức khỏe mình nó tâm lý nữa sức khỏe không cái đồng hồ sinh học mà dạ, nó chưa có cùng nhịp với vợ tại vì cô này là làm cơ quan nhà nước cho nên là giờ đúng con giờ là đi làm mà đi về còn dân designer đó là bao giờ cũng vậy khi người ta ngủ lúc đó cái sự sáng tạo nó mới ảnh là thức tới sáng em nhiều khi em cũng nhằn mà em nói hoài em thấy mệt quá mà tại vì sức khỏe ông yếu thiệt em rất là lo ảnh ngủ tới ảnh làm tới sáng rồi tới khoảng chừng 8-9 giờ bắt đầu anh ngủ đúng tới rồi. Trường anh ngủ có mấy tiếng à giờ anh lại dậy anh làm tiếp đó, cho nên cái nhiều khi mà muốn anh sắp xếp thời gian để đi chơi với gia đình á nó cũng hơi khó một xíu thôi bớt lại thật ra mỗi lần mà anh vô dự án cũng vậy á trước khi bấm máy là bao giờ cũng vậy hầu như không đêm nào thức dưới không bao giờ mà ngủ trước 3 giờ sáng thôi nói chung sắp xếp lại nha dạ. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa nè dạ chắc con... ảnh hơi tính toán xíu tại hồi em có thấy một cái cuốn sổ nhỏ của ảnh á là trong đó ghi là hồi tại vì hồi đó sinh viên lên trên đây học á thì vừa ở trọ rồi vừa phải lo ăn này nọ tự mình hết nên là gửi xe bao nhiêu ăn sáng bao nhiêu ghi ra hết tới lúc mà trước khi cưới em á vẫn còn ghi khi cưới em rồi chắc em bê bối quá nên là ảnh không có ghi nữa nhưng mà hôm nào mà tiền mà nó vượt quá cái số chỉ định của ảnh là ảnh cứ suy nghĩ anh cứ đắn đo anh cứ nói hoài khi ảnh ngủ không được chạy xe cũng nói anh lo quá tự nhiên thấy lo quá kiểu giống vậy mà bị cản nghĩ nè bị cản nghĩ đó em hay lo xa dạ. Lo xa giống quá anh sợ bị trước. Này dạ đúng rồi mà hai ông chồng ngày hôm nay là hai ông chồng rất là tính toán lương của con làm là con xài còn những cái gì mà ngoại ví dụ như shopping du lịch hay là lo bé con này nọ cho gia đình hai bên nội ngoại là lấy tiền ảnh của anh hết cho nên là gánh nặng quá dạ. Cho nên là áp lực chi tiêu rồi sao nữa nè dạ chắc hết rồi hết, xấu chắc không? Hết rồi có lãng mạn không thì nói chung là ảnh không lãng mạn nhưng mà con nhắc ảnh để ảnh lãng mạn dạ giống như nó bây giờ thèm uống trà sữa quá ước gì có người mua cho ly trà sữa là có ly trà sữa với bánh tráng thế mà anh biết không nhiều khi lãng mạn á nó đập vào cái bản tính của mỗi người dạ cái đó chứ bây giờ nó không còn là thuộc tính của đàn ông nữa đâu cái đó thì nó thiệt em thấy á cái chi tiết mà Phương vừa kể anh thấy nó cũng là lãng mạn đó chứ dạ nó cũng là lãng mạn đó ước gì tôi có được ly trà sữa bình sáng đổ tụng cái có liền thì đó thì cái đó là lãng mạn đó cái đó là cái không cái đó là cái ga lăng cái bản tính ga lăng của đàn ông không phải nhưng mà nó là trong cái việc đó nó có cái sự lãng mạn ở trong đó tại vì á em biết bây giờ á là thường là
các chương trình Vợ Chồng Son là tất cả các bà vợ đều mong muốn ông chồng mình phải lãng mạn. Vì sao? Những cái đó nhiều khi phụ nữ mà lúc nào cũng chỉ mong muốn như vậy thôi. Nhưng mà ở cái thời đại 4.0 này, cái việc lãng mạn nó không phải là, như nãy chị nói là nó không phải là thuộc tính của đàn ông nữa rồi. Mà bây giờ nó là bản tính của mỗi người. Người nào có là nó sẽ có. Bận biểu mấy hay cái gì là cũng sẽ có. Tại vì lãng mạn không nhất thiết phải là mua cái này, mua cái kia hay là dắt đi xa. Lãng mạn nó từ trong cử chỉ, từ trong lời nói luôn. Cái đó nó là bản chất của từng người. Nhưng mà không thể nào bắt buộc tất cả các đấng mày râu đều như vậy. Nhưng nếu như chồng con mà có cái là giống như con ước mà chồng con thực hiện, thì đó là cái gọi là rất là hay rồi đó. Có rất là, cái đó là chồng con là ga lăng có sẵn trong người luôn á. Đó. Nói chung nhiều khi nói ảnh vô tâm, nhưng mà cũng tùy lúc vô tâm thôi. Vô tâm tại vì con nhắc, bây giờ con chịu khó nhắc đi. Nhắc hoài đi. Hồi đó con không quen, bây giờ con biết con nhắc rồi. Rồi bây giờ mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chắc con không có gì mong muốn thay đổi. Chỉ có ảnh dành thời gian cho gia đình thêm xíu. Tại vì nhiều khi ảnh làm xong rồi cái ảnh chơi game hoặc bấm điện thoại để thoải mái cái đầu óc. Mà con lại con chơi với ổng thì ổng không chịu. Giống như nhột quá, đi ra đi, đi ra đi. Mà con cười lắm nha, la lớn xíu là con sẽ đưa nó vô cái khuôn là nạt con, ăn hiếp vợ. Là con giận. Giận rồi mới bắt đầu năn nỉ con. Giận rồi bắt đầu meo meo nữa. Tối mèo meo meo á. Thôi có nghĩa là mong muốn là dành thời gian cho vợ nhiều hơn xíu. Đó. Mà muốn dành thời gian dễ thôi mà, bỏ cái điện thoại ra là có thời gian thôi. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ tới Triển nè. Cô ấy có bao nhiêu tật xấu và mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Ra là tật xấu của vợ thì cũng ít. Chủ yếu là tại vì lúc trước vợ không biết nấu ăn. Xong rồi sau từ khi quen con rồi xong cưới rồi bắt đầu mới tập nấu ăn. Mới nấu rồi cũng cố gắng nấu rồi kêu bắt mỗi lần nấu là bắt con xuống nếm. Nếm vừa ăn hay không chứ không có biết nếm. Rồi xong rồi cái nấu xong là cái căn bếp sẽ có nguyên một bãi chiến trường. Rồi sau đó là ai dọn dọn. Vậy đó, nhưng mà thường là sau đó ai dọn? Sau đó thì con dọn, hoặc là ở nhà thì có được cái là mẹ vợ rất là thương con cho nên là cũng sẽ phụ dọn. Đó, nhưng mà vợ con thì không có thích rửa chén cho nên là bài xong vậy thôi đó. Tức là mỗi tức là mỗi nấu mỗi thứ, thí dụ cái chén đó là đựng cái đó thì xài cái đựng cái đó xong là bỏ qua bên chứ không có xài tái sử dụng lại. Cái gỗ đó là đựng cái đó là xong là bỏ qua bên chứ không có sử dụng cái gỗ đó để cho xài cái khác nữa. Thường là nấu xong á là nó sẽ là một núi đồ đúng không? Đúng rồi. Bãi chiến trường, ai muốn hốt thì hốt nha. Là con nấu mấy món chứ đâu con đâu nấu một món nào. Rồi tiếp tục đi Triển. Dạ, nói chung là cái đó thì một phần với lại thường là nhiều khi là vợ cái hay nhõng nhẽo giận lại mà không có nói là giận gì, rồi tự nhiên giận một hai ngày đó rồi con, tại lúc đó là con làm việc thì nó tập đầu óc lại tập trung phải thoải mái. Rồi nhiều khi đang có hứng làm việc cái tự nhiên cái vợ sụ mặt, vợ giận cái xong cái không biết vợ giận gì cái con mất hứng làm việc luôn. Cái xong rồi con nhiều khi con buồn thì con đọc báo, rồi không thì con ấy chơi game, còn không thì sẽ bây giờ có bé con thì giờ không thì chạy qua chơi với bé con. Chứ không có hứng làm việc nữa. Mà tại vì công việc của con nó đặc thù là nó mình deadline nhiều lắm. Dạ mình đúng rồi, deadline nhiều được. Với lại làm rất là nhiều, phải ngồi máy tính nhiều mà. Ví dụ đang làm mà có cái gì đó nó chen vô rồi bắt đầu nó tự nhiên nó sẽ loãng cái đầu óc ra thì nó thành ra là nó cũng nhiều đôi lúc là vợ nói là qua chọc này nọ thì nói là nhọt này nọ, thực ra là tại vì con đang tập trung. Con đang tập trung làm đó mà tự nhiên vô là nhiều khi nó phá vỡ sự tập trung á. Vậy con mong vợ con thay đổi điều gì? Chắc con mong vợ con thay đổi lớn nhất là chắc có giận chồng cái gì hay là có gì không hài lòng với chồng thì cứ nói thẳng ra, ví dụ anh thấy em thấy anh như thế này không được. Tại giờ vợ chồng cũng ở sống nhau cũng khá là lâu rồi thì có gì thì cứ nói thẳng ra chứ đừng có giận lẫy, rồi giận nhiều khi giận như vậy mình không có biết. Tại vì rất là nhiều phụ nữ mà có rất là nhiều lý do để giận, mình không có biết được là giận cái gì. Nhiều khi là con trả lời lớn tiếng thì xíu thì cũng giận nữa, là xếp vào cái danh mục là anh hiếp vợ. Dạ. Đó, này nó xếp vô cái danh mục luôn mà. Thật ra là mong vợ là hiểu chồng hơn một chút xíu cái khoảng công việc đặc thù của chồng, tại sắp tới thì có thể là cái công việc mình sẽ cố gắng sắp xếp lại. Okay. Rồi những cái thời gian dành cho gia đình thì con sẽ cố gắng sắp xếp để cho nó hợp lý hơn, tại hiện nay thì bản thân con cũng cảm thấy là nó chưa hợp lý. Mà nhưng mà tại vì giống như vợ nói là tại vì con có nhiều cái mối lo quá, thành ra là cái gì liên đặc biệt tới tài chính, tại vì vợ đưa con giữ tiền luôn. Thành ra là đặc biệt tới tài chính của gia đình thì nó nhiều khi là nó lấn cấn một chút xíu thôi là con đã cảm thấy lo rồi. Đúng rồi. Cái công việc của con thì nó có đầu tư và thu lại, thành ra nhiều khi đầu tư lâu quá mà chưa thu lại thì bắt đầu mình cảm thấy lo. Đúng rồi. Trời ơi, con biết sao không? Có những việc á mình tưởng là nó đơn giản nhưng mà thực ra nó phức tạp lắm đó con, nhất là vấn đề chi tiêu trong gia đình á. Nếu mà cái tiền mình làm á vượt
qua cái con số mà mình chi tiêu thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà cái tiền của mình làm ra nó xấp xỉ cái chi tiêu trong gia đình là nó rất là mệt. Nó mệt cho cái người mà phải quản lý cái việc đó. Cho nên cô thấy là đối với chồng con bây giờ là cái của tụi con tưởng là đơn giản vậy mà nó không có đơn giản đâu nha. Con biết lý do sao không? Nó có những cái việc tế nhị mà phụ nữ người ta không có nói được. Người ta muốn là chồng tự hiểu. Nhất là cái vấn đề mà chủ động trong cái việc vợ chồng á, không lẽ mình chủ động hoài, nó kỳ lắm. Nhiều khi sợ chồng mình quánh giá, hiểu không? Dạ. Đó, cho nên nhiều khi vợ con nó ngại, nói lần hai lần thôi anh phải tự hiểu. Chứ giờ không lẽ để tôi nói hoài thì á, mà con cũng không hiểu, thành nó phải giận. Nó phải giận con hoặc nó buồn. Chứ không phải giận nữa mà buồn, không muốn nói nữa. Đó, thì thành ra là những cái này á, theo cô là con phải bây giờ vậy đi, con tự đặt cho mình một cái không phải giống như một tuần là con phải thực hiện cái việc nghĩa vụ làm chồng là mấy lần, cô nói ví dụ vậy đi ha. Thì là trước cái ngày hôm đó là con làm sao á, là con để cho đầu óc con nó thoải mái chút xíu đi, con gạt hết mọi thứ đi, chứ còn con suy nghĩ cả đời thiệt về vấn đề chi tiêu tiền bạc cả đời chứ làm sao mà. Cho nên thôi con cứ thử một thời gian đi thì tự động con sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn ở trong gia đình. Vợ con nó cũng sẽ bớt giận hờn đi, tính tình cũng gọn gàng bớt, đúng không? Không có bừa bộn bớt, đúng không? Thành ra là, và vợ cũng cảm thấy là trời ơi, vợ con nó hiểu công việc của con chứ bộ. Nhưng mà nếu mà con vừa phải công việc chu toàn, mẹ vừa phải chu toàn cái vấn đề làm chồng, vợ con nó sẽ thương con nhiều hơn nữa. Yeah. Thực sự cái đó cô nói thiệt, cái người phụ nữ. Còn cái này hiện giờ đang bị cảm giác gì biết không? Giống như là chồng mình hay là chán mình rồi, hay là chồng mình không còn thiết tha gì với mình nữa, bị tủi thân á con. Ủa, bị tủi thân á con. Đó cho nên nhiều khi không muốn nói nữa, tôi kệ anh muốn hiểu sao anh hiểu. Ý là vậy đó, cho nên những cái đó là mình tưởng là không có gì nhưng mà thực ra nó rất là quan trọng trong cái cuộc hôn nhân của mình. Rồi thôi bây giờ để mà cho cái sự việc nó dần dà nó sẽ thay đổi tốt hơn nhá. Thì hôm nay nhân tiện các bạn đến với chương trình thì không biết rằng là cả hai có những cái điều gì muốn nói với nhau hay không, hoặc có những cái gì bày tỏ, hoặc là có những cái bí mật gì dành cho nhau hay không. Dạ. Tới chương trình thì con cũng có chuẩn bị một món quà cho chồng. Sao tự nhiên hôm nay suy nghĩ đến chuyện tặng quà cho chồng? Ra đây, ra đây. Tại vì tính ra là con muốn tặng cho chồng nhiều rồi, mà con cũng không biết bây giờ suy nghĩ cái gì, nhưng mà con thấy cái này tặng chồng, nhưng mà chắc con cũng sẽ được một cái vé. Tại vì cái này là, cái này em tặng anh, em hy vọng là anh sẽ có thời gian để đi bơi với em và con. Tại vì hôm bữa mới đi La Ghi nhưng mà chỉ có hai mẹ con với mẹ chồng đi chung thôi, không có chồng. Rồi chồng giả bộ trong mặt thử đi. Cái quần bơi trời ơi dễ thương quá. Dạ cảm ơn bà. Cái quần bơi dạ, tại vì hai chồng có lần một lần đi biển rồi, nhưng mà lúc mà có bé thì chưa có dịp đi biển, chỉ đi núi thôi. Ý nói là đây hè vẫn còn nhé. Cho nên bây giờ là phải không đi, đi là có lỗi phải đi mặc liền nha. Tôi đưa cô coi cái màu. Cái này là con tặng chồng con là đúng cái màu mà chồng con thích không? Đúng không? Dạ con thấy màu đen dễ mặc. Con thích màu gì? Dạ màu đen cũng là một màu thích của con. Đâu dạ. Con mở thử coi có cái kiểu này là để coi nha, có quần có sexy hay không nha. Dạ không. Dạ, không, không dạ. Mình nhìn là biết rồi. Tại vì cái con này quần dài rồi. Dạ. Cái size của chồng con mà. Biết rồi. Mấy kia sao không có dựa. À đó rồi, con thích không? Con thích không? Dạ thích đó, dạ. Rồi. Chưa rồi có cái gì bí mật dành cho vợ không? Dạ con cũng có một món quà dành cho vợ con hôm nay thì thật ra món quà này cũng được bật mí từ khá lâu rồi. Nhưng mà hôm nay thì có nhân chương trình thì cũng có một cặp vé đi du lịch nước ngoài, cụ thể là Thái Lan. Wow. Coi chừng có em bé nữa nha. Coi chừng có em bé nữa nha. Cũng đang tính là dịp cuối năm là sắp xếp và đi Thái Lan hưởng tượng chân mặt lần thứ hai. Trời ơi gì mà nói ổng vô tâm rồi. Thật ra là có cải thiện. Quá lãng mạn rồi, cái này là lãng mạn. Ủa một cặp vé đi Thái Lan. Dạ thì với cái cặp vé này thì cũng muốn nói với vợ đi, dạ, nhìn mặt vợ nói đi con. Nhắn nhủ với vợ là tại vì thật ra là anh không có nhiều cơ hội để chơi cùng với con và gia đình nhiều trong thời gian vừa qua, thì cũng mong em và sau này là con nó lớn rồi nó biết là cha nó đang cố gắng rất là nhiều vì gia đình, thì cũng mong muốn là vợ và con sẽ hiểu cha nó nhiều hơn, cũng như là chia sẻ với cha nó, cũng như là với cặp vé này thì mong muốn của con là trên mọi nẻo đường đều có vợ và những đứa con của con sẽ đi theo chặng đường của con trong suốt cuộc đời dù đi đâu chăng nữa. Trời ơi, xúc động lắm á. Trời ơi, xúc động lắm á. Lần đầu tiên con nghe chồng con nói mấy câu mùi mẫn gì luôn á. Lần đầu tiên luôn á. Thật ra là tại vì thật ra là văn mẫu thì nhiều lắm, nhưng mà tại vì thật lòng nó nói thì có những lúc mình thật lòng mình nói thì nhiều khi lại nói văn mẫu, còn có những lúc thật lòng thiệt thì con thích thể hiện bằng hành động hơn, thành ra nhiều khi con ít nói lắm.
còn không biết ôm nữa, còn không biết ôm chồng nữa. Hồi nãy dưới con nói là cho lát lên cho ké hôn cái được. Hôn đi, đó mập đó, bà chủ động nhanh khéo luôn đó. Giờ chồng chủ động đi, chồng chủ động đi. Thôi thôi, đáng yêu quá. Thôi giờ qua bốc quà luôn đi em. Bốc quà chúng được. Dính cước vô nồi. Dính cước vô nồi là cuối năm nay là có em bé luôn.